Thưa quý vị, trong lúc dịch bệnh bùng phát, nhiều người đã tung ra những tin đồn thất thiệt, khiến cho dư luận xã hội càng thêm hoang mang. Mới đây, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an vừa phối hợp với Công an thành phố Hà Nội đã triệu tập 3 phụ nữ với cáo buộc đăng tin sai sự thật về việc bệnh nhân dương tính với COVID-19 thứ 21 có bổ nhí, con riêng và khai báo không trung thực. Vâng ạ, thưa quý vị, còn nữa đó là điều đáng nói là những thông tin sai sự thật này sau khi được chia sẻ đã thu hút hàng trăm nghìn lượt chia sẻ và bình luận. Ba đối tượng bị triệu tập là Võ Thị Thanh Thủy, sinh năm 1986, trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Doãn Thị Kim Phượng, sinh năm 1958, trú tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; và Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1994, trú tại Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do thiếu hiểu biết nên đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải, chia sẻ những thông tin suy diễn, thất thiệt nêu trên, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của bệnh nhân dương tính với COVID-19 số 21. Các đối tượng trên đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình, xin gỡ bỏ bài viết trên Facebook cá nhân và cam kết không tái phạm. Các đơn vị chức năng của Bộ Công an căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của các đối tượng để xem xét hình thức xử lý, đồng thời tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng tung tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, theo thống kê của lực lượng công an, từ khi xuất hiện dịch bệnh COVID-19 cho đến nay, trên không gian mạng đã có gần 300.000 tin bài đăng trên các trang điện tử, blog, diễn đàn, gần 600.000 tin bài, video clip liên quan đến dịch bệnh được đăng trên mạng xã hội. Theo Công an thành phố Hà Nội, chỉ riêng từ ngày 9 cho đến ngày 13 tháng 3, đơn vị này đã xử lý 15 trường hợp đăng tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19.